Và con xin kính nhờ ban ban tổ chức chuyển giúp con tới camera của cô Diệu Thành ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Tịnh Âm, thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy từ bi giảng giải hướng dẫn cho chúng con. Mẹ con nói rằng mẹ quyết lòng một đời này niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mỗi khi gặp chuyện gì lo sợ hay không may mẹ bị làm sao thì mẹ lại niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con có nói với mẹ sao mẹ lại không chuyên nhất niệm Phật? Thời thời khắc khắc chư tổ cùng thầy nhắc mẹ con mình phải niệm một câu A-di-đà Phật. Nhưng mẹ con nói, thì mẹ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc tai qua lặn khỏi mẹ lại niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con kính xin thầy từ bi giảng giải cho mẹ cùng chúng con. Mẹ con niệm Phật như vậy, cuối đời mẹ có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Chúng con xin thành tâm tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thực ra thì mẹ mình cũng có cái lòng biết tu, cũng có cái sự mà quyết tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà hình như mẹ mình chưa vững cái lý mấy, cho nên mới ra như vậy. Cho nên thực ra thì đầu tiên lên vỗ tay khen mẹ mình quyết tâm trước đây kìa. Chư vị sẽ vui vẻ huấn luyện nhắc nhớ cho mẹ mình. Nếu mà cứ hở ra một chút gì mà chúng ta niệm quán tâm cài cầu ngài giải nạn đó, thì cái lúc mà mình bệnh sắp sửa phải xả bỏ báo thân rồi đó, thì những cơn đau đớn, những cái sự hoạn nạn nó còn nặng nề hơn những lúc mà nặng bình thường này. Sợ rằng lúc đó mẹ mình sẽ niệm quán tâm Bồ Tát nhiều hơn nữa và quyết chí là cầu giải nạn. Cầu giải nạn là giải nạn cho cái nghiệp đổ trên cái thân của mình, chứ quên cái cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì rất là khó vãng sanh. Xin thưa thật, cái đây là thật. Cho nên niệm quán tâm Bồ Tát cầu giải nạn thì tốt chứ không phải xấu, nhưng mà cầu giải nạn cho cái thân này thì không bằng là cầu cho cái thân này mãn đi, để mình vượt khỏi cái thân nghiệp báo này, trở về Tây Phương nhận lấy cái thân thanh hư vô cực của chư Bồ Tát trên cõi Tây Phương một đời thành đạo. Cho nên tất cả đều từ cái nguyện của mình mà mình thực hiện con đường tương lai. Giả sử như trong lúc lâm chung mà mình quyết cầu Quán Thâm Bồ Tát giúp cho mình giải cái ách nạn trước, thì lúc mà cái thân mình mãn, mình phải chịu mãn, chứ đâu Bồ Tát đâu được quyền làm cái gọi là cái thân nghiệp báo của mình nó dài hơn nữa. Thì lúc mà mình xả bỏ báo thân vì mình cầu nguyện hết bệnh, mình lo cho cái thân này, thì nhất định mình phải theo cái thân này hướng, có thể hướng phước, hướng lạc chỗ nào đó. Hoặc là nếu nghiệp chứng của mình nhiều quá, nghiệp này chưa xong, Bồ Tát chưa giải xong, nghiệp khác đã đến kéo mình xuống những điểm khó khăn, thì xin thưa là những cái lời, những cái câu mà cầu Quán Tâm Bồ Tát chỉ giải cho mình những cái nghiệp trong hiện đời. Chứ làm sao mà khi mình xả bỏ báo thân, cái tâm của mình vẫn phải theo cái thân nghiệp này, thì làm sao có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu mà niệm quán tâm cầu giải nạn thì bị trở ngại con đường vãng sanh. Đây là điều đúng. Nếu mà chư vị có cái câu duyên đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, thì chính Đức Thế Tôn chúng ta cũng dặn là nên niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì không phải là một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tới gia trì cho mình, mà nhiều khi 25 vị đại sĩ tới hộ, tới gia trì cho mình, để cho mình an toàn vượt qua tất cả ách nạn công nghiệp, để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ phải các ngài tới cùng nhau là giải cái ách nạn cho mình, mà các ngài đã đến giúp đỡ cho mình thì tự nhiên nghiệp có cũng thành không, nghiệp không thành không luôn, chúng ta vượt qua tất cả ách nạn. Cho nên cái pháp niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc chính là cái pháp vượt qua núi nghiệp, gọi là hoành triệt lục đạo luân hồi, hoành triệt tất cả những ách nạn của
nghiệp chướng. Vãng sanh thắng về Tây Phương Cực Lạc rất dễ vãng sanh, nhưng mà tại vì người ta sợ đi lạc cho nên thành ra pháp vãng sanh rất dễ mà ít người vãng sanh là như vậy. Hôm nay chúng ta đã biết được cái phương pháp đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Xin các bà mẹ cố gắng là niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Quán Thế Âm sẽ đến giúp cho mình vượt qua tất cả những nghiệp khổ đó để đi vãng sanh. Hay hơn là chúng ta mời Ngài tới giải cái nghiệp, thì mời Ngài giải nghiệp thì lòng thành trí thành có thể giải được cái nghiệp này. Nhưng mà khi mình tu hành, nó quậy đến những cái nghiệp trong vô lượng kiếp tiếp tục đối với gọi là trùng trùng thiên xích lãng, giống như là cái sợi dây xích đụng cái nghiệp này nó lôi cái nghiệp khác nó kéo ra. Làm sao chúng ta tiếp tục niệm quán thông mãi? Lúc đó lực lượng chúng ta có đủ không? Thân thể chúng ta có đủ không? Trí huệ chúng ta có đủ thực sự có thành tâm niệm quán tâm Bồ Tát hay không? Hay là chúng ta nói con niệm Ngài mà sao Ngài không cứu con lại trách Ngài không ta cứu nữa? Thì vô tình trong lúc trách đó chưa chắc gì chúng ta cầu nguyện Ngài mà lòng thành lòng kính nha chư vị. Cho nên hiểu được đạo ra, xin các bà mẹ, các ông cha hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường đi thắng về Tây Phương Cực Lạc, vượt qua núi nghiệp trở về Tây Phương gọi là đới nghiệp vãng sanh. Được Đức Quán Thế Âm, không những Đức Quán Thế Âm mà Đại Thế Chí Bồ Tát, tất cả chư Bồ Tát cùng hùng nhau, hợp nhau hộ niệm cho ta để chúng ta vượt qua tất cả ách nạn, một đời này vãng sanh vi diệu hơn, tối thắng hơn, viên mãn hơn nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi trả lời câu hỏi.